Đây, thấy ra rồi. Bốn nước. Ok, rồi chuẩn bị. Hàng đã lên. Một con Stratego level 20 anh em chuẩn bị nha. Khoan, bình tĩnh. Tôi bắn đây. Tôi ra đây. Ơ, tôi ra rồi, đi chạy. Chết rồi, hai con dí, rồi xong phim. Chiêu Hoàng ơi, chiêu đi. Có hai con đang dí tao và bên kia có con Raptor đây mà. Ô, xịt. Xịt. Một con thôi. Đúng rồi, à không, đéo đúng. Giỡn hai con. Chơi luôn. Ô, chơi hết. Mày nhường. Ô, chào cậu. Ô, cậu làm gì ở đây? Địt ngựa cậu. Fuck you. Ok kìa. Level 4 má. Ok, một con Stratego đã nằm xuống rồi, còn một con ở bên kia. Đây. Thôi bỏ mẹ đi, đó, cho mẹ qua ra sau đó ngồi lên chơi. Hê. Ê, tao đang bắn cái đít con này, ấy chết mẹ gãy cung. Ơ. Mày nhờ. Nhờ. Ê, nó kẹt rồi. Ngon. Nó kẹt áo ơi. Ừ, em một đen tính bắt rồi nè, đây. Em tới đây. Bắt được một con rồi, dẫn về nhà đi. À, quốc luôn đi. Sắp rồi, sắp xíu rồi. Rồi xíu rồi. Level 20. Ok, rồi hai con nha, hai con ở đây rồi, chúng ta có cái yên cho nó. Rồi, xong. Con này chắc cỡ đô nó cắn chết như sức luôn á. Bây giờ để ta lấy trái cây thử coi. Con mẹ nó, hụt. Ui. Ê, con này lấy gỗ nhanh nè. À, thu, được nha, lấy gỗ đúng nhanh luôn. Này dắt nó về nhà. Là tếu lắm mà bắt đéo được, ít nữa. What the fuck. Con mình mà. Không. Ủa, tên xanh không phải con mình à? Ờ, tên màu xanh thì con mình. Ok, con này được cái lấy gỗ nhanh thôi nha, còn lại đéo ổn. Tao nhớ là lấy trái cây được mà sao giờ chưa lấy được. Đúng xuống nguy hiểm quá không ta? Điểm dư tí 300 mấy luôn á hoài. Điểm dư hơi bị nhiều. Ê. Con chim. Con kim. Con có vuốt lộn. Mày có nên bắt con có vuốt không ta? Ủa, nhất chi tin là phải chế riêng một cái bang luôn rồi. Sao bảo chanh chia ra chết rồi. Hả? Bảo chanh junior chết rồi kìa. Quái cứt. Chết mẹ rồi. Con đô đô. Má đô đô chết rồi. Hay quá. Đi ơi. Con tao. Nà con Diver chưa gì chết rồi. Diver nuôi con ẩu á. Chắc cho nó bú gì khác chứ không phải bú sữa. Ê, đó này. Ê, cái đoạn này hơi sợ sợi. Đúng rồi, có gì đâu. Kênh nói chuyện với tao là vậy á. Làm quen đi. Nhớ hồi xưa nói chuyện giống cao nhân lắm á Hoàng. Cao nhân đéo gì, giờ nó xuống núi rồi. Chưa nói chuyện đồ nghe từ lúc ông này cao nhân vậy bây. Giờ tao xuống núi rồi. Dầm ba cao nhân. Xuống núi tù rồi. Nên tạm thời tôi cư trú bên này luôn nha anh em. Đợi tôi xây 7 xong tôi hốt con ba sừng này. Thôi, yeah. xây 7 chi. Cái dây còn có 100 miếng rồi ta. Này phải tới 300 miếng rồi. Này tao hốt có 200 miếng rồi. Hốt ra lấy chế cái gì. Ủa này mình chế. Dạ chế yên cho con Stego. Ok chào ba sừng. Bạn level mấy đây? Là sừng level 12. Thôi. Thôi. Dừng lại rồi. Chết mẹ cái bẫy nó không hoạt động như ý muốn nhưng mà thôi kệ. Ê, nhỏ quá nó chui không vừa. Fuck. Không sao. Yeah. Ủa dễ ai đi. Ta bị thai rồi trời cả lên. Dễ. Nhớ má dễ. Thai rồi. Diver, mày về mày lầm đại con khủng long rồi đi. Tao dẫn mày qua chỗ Hoàng, tao mày bắt khủng long tự nhiên Hoàng. Xong rồi mày. Tao về nè. Xong rồi hả? Đủ mới nhanh vậy. Chứ nó dễ vậy là. Anh em hôm nào tăng độ khó lên cho nó lâu tí. Ok, ba sừng. Đây anh em ơi, ba sừng về rồi. À, thấy mày rồi nè. Về đây. Thấy em chưa? What the fuck? À không. Một cục sắt thôi anh em ơi, một cục sắt nữa là chúng ta có cái bàn chế tạo được mà. Ôi ô, đâu rồi, đây rồi. Yeah. Ê, con này đúng chùm đào gỗ ấy, đào ác quải. Thời kỳ mới tới đào rồi. Mới đào phát lên mẹ 40 miếng gỗ. Đó, nhanh mà. Thôi cái đi con. Hay quá.
Hay quá. Ok. Đúng rồi. Đây ơi. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Penta kill. Oh. Hexa kill. Oh. À, qua đây tư thế yên nghỉ của thằng Diver hơi bị đẹp luôn. Ok, đoạn này thì tôi phải lòng tiếng lại tại nội dung của cái đoạn này. Tụi tôi có nói mấy cái chuyện nó sầm lông quá nên thôi tôi phải cắt ra để mà tôi lòng tiếng lại cái khác nó có ý nghĩa hơn. Mà lần nào nó cũng xàm với nhau thôi nên là anh em cứ tận hưởng đi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt con chim này. Chúng ta chỉ cần quăng một cái bola cho nó và thả cung đập vô. Không, rất là đơn giản, cái bola khá là dễ chế nên là bắt con chim này khá là rẻ. Mắc mỗi là mắc cái yên của nó thôi anh em. Cái yên của nó tốn đâu đó 75 cái sừng hay là keratin gì đấy. Nó khá là khó chế tạo trong cái thời kỳ gọi là đang nghèo đói giống như bây giờ. Bây giờ là chỉ có cái ăn thôi chứ mà mấy cái đồ dùng thì chỉ có dùng đồ đá mà. Nói chung là nghèo đói, khổ sở và là vì có tới cỡ 2 đến 3 thằng chơi cho nên là tôi phải bắt thêm nhiều chim xíu. Tại một con thì nó không chở hết. Rồi con này level 8 khá là thấp. Level của nó thì cũng không có cao bằng con chim mà tôi hay dùng mỗi tối. Nhưng mà cái vấn đề là con chim của tôi nó không có bay được đâu ấy, nên tôi còn phải bắt một con khác bay được level thấp hơn. Nhưng mà nó dùng tạm thôi chứ biết sao giờ. Mà bây giờ tưởng tượng mà cái con có trong đây mà nó bay được thì nó có giống kiểu mấy con rồng phương đông không? Bay uống lượng được cái kiểu xong rồi phun nước ra, lâu lâu thả quả anti ra mấy chất nhầy màu trắng trắng. Bảo mẹ nó mất. Nói chuyện kiểu này kênh càng ngày nó càng suy đồi. Sợ sợ vậy là thôi nó nói mấy cái đó nhiều quá không tốt cho trẻ em. Bây giờ tôi đi giết gà đi cho nó tốt cho trẻ em. Ồ khoan, con chim này bây giờ nó vẫn chưa tỉnh dậy. Hay là bây giờ tôi thử nghiệm, tôi làm một cái thí nghiệm là tôi kích thích một khu vực nào đó trên cơ thể của nó để đây nó tỉnh rồi. May quá, xem nữa nó thành vật thí nghiệm. Ok, có vẻ là con chim level cao của tôi nó nặng quá cho nên là con chim level thấp nó không chở được. Hơi tiếc. Cuối cùng là có chim level thấp bay được rồi nhưng mà vẫn không bay được. Bây giờ thì cũng không dùng nhiều cho nên chắc tôi về tôi cắt tôi bỏ nhà bớt đi để có gì tối tôi lắp vô lại tôi xài tiếp. Đoạn này thì tôi gặp thanh niên Khải nè. Đó, thanh niên đang dẫn heo đi dạo. Đấy, xuống nước bắt cá. Rồi, nhìn rất là chill ha. Heo ơi, là đây heo. Đây, 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 em mới nâng quay cho nó. Làm mấy giờ mà. Ê, có chim rồi, chim mượn chim đi, chim mượn chim đi. Để chim mượn xíu nha, em đi du ngoại tí. Đó luôn anh. Nhẹ em ít đồ lắm. Ê, làm sao để có bản đồ rồi? Giờ là sao để có mình quay vùng nào rồi. Ơ sao con chim lọ vậy? Mẹ rồi. Đúng nó đậu ở đây là sao? Sao đậu ngay con tim ghét chứ? Em mất chim. Chim con cả chim là mất hơi. Đậu quen con tim ghét à. Ơ mơ tiền đang đậu nó đuối nó chạy miệng dưới. Ê con heo em đâu? Heo theo, nó theo mày mà. Đậu ủa? What the fuck? Mẹ. Chết mẹ rồi. Ơ may quá anh em ơi, con chim tôi nó còn sống với may là con T-Rex kia nó ăn chay. Hôm nay nó mà ăn mặn là xác định nhà mọc thêm hai cái nấm mộ nữa.